cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh Đồ Gỗ Trường Lùng của Hoàng Trang hôm nay ạ. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục lại đây cho các bác làm một số sản phẩm đồ gỗ cơ đốc sản tư, và trong đó là có một số sản phẩm đồ gỗ đi ạ, và một bộ trường thủy vài thứ chặn tinh thôi nhé. Và bên cơ sở Đồ Gỗ Trường Lùng của Hoàng Trang là có địa chỉ tại Hải Bình, Hải Phòng các bạn ạ, và số điện thoại liên lạc theo là 0912 862 834 ạ. Sản phẩm đầu tiên đây, và tôi giới thiệu lên này cho các bác là một chiếc chanh đĩa đây các bác nhé. Đó là một chiếc chanh đĩa được làm trên nền là cây gỗ bụ vọng hay còn là gỗ vật từ mật này, và có thông số kích thước nhâm đo ở đây là khoảng 41 cm ạ, và độ dày khoảng 4 cm, có mặt chiều cao tính cả đế chiều cao là khoảng 48 cm ạ. Đó, và tôi sẽ đưa máy lại gần hơn cho các bác còn được xem chi tiết hơn về đĩa chanh đĩa này. Đó, phía bên trong lòng đây được cảnh chim hoa các bác nhé. Đó, cảnh chim hoa cực kỳ là đẹp luôn, ốc sa cừ Singapore bảy màu. Đó, hàng cực kỳ là vít luôn nhé, hàng liên khối luôn các bác nhé. Đó, bên ngoài tất cả những cái đường zin neo cực kỳ là tơ tóc và sắc nét luôn. Phía dưới này là một chiếc chân đế các bác nhé. Đó, chiếc chân đế này thì được cũng được cởi ra những cái cảnh cổ đồ ạ. Đó, với một đĩa chanh đĩa như thế này thì bên cơ sở Đồ Gỗ Trường Lùng của họ trong cũng xin giao lưu với tất cả các bác với giá chỉ có là 2.800.000 thôi. 2.800.000 đĩa chanh đĩa cực kỳ là đẹp như thế này. Đó, giá này cũng bao vận chuyển tại nhà cho các bác luôn ạ. Rồi, sản phẩm tiếp theo đây, còn có đây là một chiếc kháng mảnh các bác nhé. Đó, chiếc kháng mảnh cũng được làm trên nền là thầy vũ ạ, và chúng ta kích thước lòng mảnh ở đây 20 x 30 ạ, và kích thước của mình đo đây là 36 cm chiều ngang và chiều cao 60 cm. Đó, được cởi là những cái đường gỗ trắng các nhé, đến góc này cạnh của nó thì đó là những đường dây leo. Đó, phía dưới này được cởi những cảnh những cây mai lá rồng các nhé, cảnh dây leo cực kỳ là kỹ luôn, cảnh cực kỳ là tơ tóc này các nhé. Nó được làm trên này là cây gỗ vụ này. Đó, hàng bao đẹp cho các bác đó nhé, mặt trước cũng như mặt sau luôn ạ, chiếc kháng mảnh cực kỳ là đẹp luôn. Đó, với một chiếc kháng mảnh như thế này thì bên tôi sẽ giao lưu với tất cả các bác đều đó là 3 triệu đồng ạ. 3 triệu đồng thế này tôi sẽ bao phí ship vận chuyển tại nhà cho các bác luôn. Đó, bên cạnh đó thì bên đây tôi sẽ lắp đặt cho các bác một tấm kính đó nhé, một tấm kính luôn để cho các bác đầy đủ phụ kiện luôn, các bác yên tâm về vấn đề phụ kiện của chiếc kháng mảnh này. Rồi, sản phẩm tiếp theo đây, đó đây là một chiếc hộp được trang sức các bác, một chiếc hộp được trang sức này nằm trên nền là gỗ chúng ta Việt Nam, và được cẩm nốt sạc cừ, những kết hợp của nó là cẩm gỗ xương và ngà, và không số lượng đo ở đây là chiều ngang 17 cm, chiều dài khoảng 26.5 cm, chiều cao đo đây là khoảng 16 cm ạ. Đó, để em sẽ đưa máy lại gần hơn để xem là chi tiết hơn ạ. Đó, phía bên trên này đây thì là cẩm những chú tiểu đồng đang chơi vui chơi ở dưới gốc cây các nhé. Đó, cảnh một cây mai nó được cẩm cực kỳ là đẹp luôn các nhé. Đó, những cái phần màu vàng ở đây thì đều được làm bằng gỗ xưa các nhé. Đó, cũng như là những phần màu trắng này được làm bằng ngà. Đó, và được cởi tứ diện bốn xung quanh luôn các nhé. Đó, và được đặc biệt hơn là bốn cái góc này thì đều được bọc đồng luôn các, được bọc đồng luôn. Đó, và đây là chìa khóa này, đó, có thể bọc đồng luôn các nhé. Đó, và được cả tứ diện luôn ạ, em sẽ quay cho các bác coi. Đó, được cả tứ diện luôn. Đó, hàng gỗ chắc tài Việt Nam, hàng bao đẹp cho các bác luôn. Đó, nành nặng liền đạt luôn nhá. Đó, không một lỗi lầm gì. Đó là phần gỗ xung quanh của chiếc hộp được trang sức này. Đó, và phần bên trong này, đó, phần bên trong này là có một hộp trống các nhé. Đó, chúng ta sẽ chứa đồ lưu niệm luôn đây, cực kỳ là sang trọng luôn. Đó, hàng bao đẹp nành nặng cho các bác luôn nhá, gỗ cực kỳ là dày dặn luôn. Đó, với một chiếc hộp được trang sức như thế này thì bên cơ sở là hỗ trợ được khoảng cho em xin giao đi với tất cả các bác với giá chỉ có 3.500.000 thôi. Đó, 3.500.000 thì đây cũng sẽ bao vận chuyển tại nhà cho các bác luôn. Rồi, sản phẩm tiếp theo đây, đây có một chiếc khay trà đó, đây có một chiếc khay trà này, đây là trên này là cây vũ ạ, nhưng gọi là có bọc mặt này, độc trạng của nó là những đường hoa lá tây thôi nhé. Đó, thì là sang trọng luôn, con bo bảng ở đây là 24 x 34 cm và chiều cao khoảng 7.5 cm. Nó được trải những cái đường hoa sắt của nó nhé. Đó, cực kỳ là đẹp luôn, lá trong đây là lá liền tấm luôn ạ. Đó, em quay cho các bác coi. Đó, độc trạng bốn mặt như nhau luôn.
được làm trên này là cây gỗ gụ này, hay gọi là gỗ bật cùng bật này. Với một chiếc khai tràng như thế này thì bên cơ sở cũng sẽ giao lưu với tất cả các bác với giá chỉ có 800.000 thôi. 800.000 nên hàng cũng sẽ bao vận chuyển luôn cho các bác. Rồi sản phẩm tiếp theo, nó đây là một chiếc trò dĩa đông anh, trò trưng dĩa trái cây. Và được làm trên nền là cây gỗ gụ ạ. Và tiết đường đo ra là đường kính 30cm và cao là 40cm. Nó được quần ốc xa cực đúng trong quanh luôn các bác nhé, 6 mặt. Và được đục chạm là cảnh cây mai hóa rồng đó nhé. Đó, ốc xa cực Singapore bản màu. Ok là đẹp luôn. Cực kỳ là kỹ luôn các bác nhé. Sang trọng, đục chạm cây mong luôn. Với một chiếc trò đĩa như thế này thì bên tôi sẽ giao lưu với tất cả các bác với giá chỉ có 3 triệu đồng thôi. Đó, 3 triệu đồng một chiếc trò như thế này. Bên này cũng sẽ bao vận chuyển tại nhà cho các bác luôn ạ. Tiếp theo đây có một chiếc đôn bày đồ nhé. Còn là đôn bày hông bày đồ. Đó, được làm trên này là cây gỗ bụ này. Đó, có tổng số kích thước đâm đo đây là khoảng 38cm². Còn số cao khoảng 86cm. Cửa ốc sập hết tứ diện rồi các bác nhé. Còn mặt trên này, cả là những ô cháo này, cả những dây leo liên chi. Đó, bên trong thì cả những cây mai hóa rồng. Đó, cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé. Đó, bốn thông quan này được cả ốc hết các bác nhé. Đó, phía trước này thì có một ngăn kéo các bác nhé. Đó, chúng ta thể chứa đồ vào đây, cực kỳ là đẹp luôn. Và được cả tứ diện luôn các bác nhé. Đó, phần cột này thì có 4 cột tiện ạ. Đó, 4 cột tiện nó to đây là bằng là 4cm². Phía dưới này thì sẽ được cột những dây leo các bác nhé. Và được cả tứ diện luôn. Tôi sẽ xoay cho các bác. Rồi. Tứ diện 4 mặt như nhau luôn. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì em trực tiếp với em qua số điện thoại Zalo là 0912862834 ạ. Em đang ghi chỉ còn mình ạ. Với một chiếc đôi bày bông như thế này thì bên tôi sẽ giao đi với tất cả các bác đặt với giá trị có 4.500.000 thôi. Có 4.500.000 thì bên cơ sở em cũng sẽ bao phí ship vận chuyển tại nhà cho các bác với một chiếc đôn bờ bông như thế này. Rồi sản phẩm tiếp theo đây, đó đây là một bộ chuyển của các bác nhé. Đây là một bộ chuyển chắn tinh vàng như thế này, làm trên này là cái gỗ bụng và có quạt thì còn này bộ gồm đó là ba đó là hai bằng dài và một bằng chiếc mặt bàn nữa nhé, nó mặt bàn lá trong và lá nhìn tập luôn ạ, lá cực kỳ là dày luôn và được quản thị vẫn đi cực kỳ là kỹ luôn các nhé. Đó, phần rĩu này, phần rĩu này thì được chạm tích các nhé, nó được chạm tích kinh bong luôn, hàng được chạm nền kinh bong thì là kỹ là sắc nét luôn các nhé. Và em bảng rĩu ở đây thì trùng là 10cm và độ dày 2.5cm, cực kỳ là dày luôn các nhé. Và được chạm là tứ diện luôn ạ. Phía bên này cũng được chạm hết các nhé, được chạm tên mọc thì là chính được. Đó, chân em đo bảng chân ở đây là 4.5cm. Đó, cái mặt cũng là 4.5cm và được soi những cái đường chỉnh ở đây. Đó, soi bảng chỉnh, đường chỉnh ống ở đây. Đó, thì cực kỳ là sang trọng rồi các bác nhé. Tiếp theo đây là chiếc ghế đơn chiếc băng ghế dài ạ, sẽ quay lại chiếc băng ghế dài cho các bác coi. Băng ghế dài này chia làm 3 lô các bác nhé. Áo độc chạm thích là thích tàu quốc ạ, độc chạm cân bọc cực kỳ là sắc nét luôn. Nô là nô điện tấm điện khối luôn các nhé. Nó dày 4cm. Nó cực kỳ là dày luôn, nô điện khối điện tấm độc chạm cân bọc. Đó, ván mặt như thế này đây là hàng điện tấm các nhé, dày 2cm, mặt điện khối luôn. Đó, cực kỳ là mịn luôn nhé, mặt tràn luôn các nhé, không có khuôn cái, mặt tràn luôn. Đó, phần vai trên này là vai cuốn các nhé, độc chạm những cây mai cái họ hóa rồng ạ, cực kỳ là đẹp luôn, được chạm này. Và phần rễ ạ, phần rễ được chạm cả chim hoa, một cái này nó cực kỳ là trùng luôn các nhé, trùng khoảng 10cm và độ dày
khoảng 2,5 cm. Nó cực kỳ là dài, nó được chạm bên bóng hết luôn các nhé, được chạm phục công hết luôn ạ. Bộ trường kỳ này thì đều được đục chạm bốn mặt các nhé. Đó, em sẽ qua cái phần hông ngang, phần hông ngang cho các bác. Đó, phần hông ngang này nó được chạm những cảnh cây đa cây tùng ạ. Tất cả đều được chạm kênh bóng luôn các nhé, chân mặt chân lên vào đây là 6 cm². Đó, và đều được soi những cái đường chỉ ống ở đây các nhé. Đó, thì cực kỳ là hài hòa luôn. Đó, đây là phần mặt sau ạ. Đó, phần mặt sau thì được chạm là những cái cảnh cô đồ các nhé. Đó, chỉ có một cảnh cô đồ. Đó, phần mặt sau. Đó, phần đệm như phần dạng ở đây thì đều được soi chỉ hết, cực kỳ là đẹp luôn ạ. Các sản phẩm của bên cơ sở cho bạn và cơ sở của chương trình tôi đây. Và xin hẹn gặp lại các bác ở dòng video tiếp theo.